Anh có thương người yêu của anh nhiều không? Anh nghĩ là anh có. Anh không còn ở giai đoạn yêu nữa rồi. Anh đến cái độ tuổi và anh cảm thấy là anh muốn thương hơn, thương yêu hơn là yêu thương. Mình bây giờ để mà thể hiện cháy bỏng với nhau xong rồi kiểu phải sống chết vì người này rồi phải tầm này bây giờ là 12 giờ, 12 giờ đêm rồi đúng không? Tầm mấy 12 giờ đêm mới bắt ổn ổn xong công việc. Ví dụ toxic xong khoảng 1 giờ sáng xong bảo phải chạy nhà người yêu xong phải chờ 15 phút để hóa trang, 15 phút thay đồ, 15 phút để mẹ mày xem lại, xong 15 phút cuối cùng là khoảng 1 tiếng xong rồi mới xuống kiểu súng xính kiểu anh ơi ở mình đi uống trà sữa đi, chịu. Mình chịu. Mình chịu và nó cũng là cái gu cũng như là thế, nó là cái duyên số các bạn. Ai cũng thế thôi, con người ai cũng vậy thôi, nó sẽ từ cái giai đoạn này đến giai đoạn kia. Bạn gái ghen với bạn bè xung quanh thì sao anh? Ui, con gái ghen là chuyện bình thường bạn ơi. Con gái là ghen là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà nó cũng phải có giới hạn, nó phải có mức độ. Ghen ghen mà để vui thì được. Còn ghen mà đéo vui thì không không hay. Phụ nữ mà ghen là chuyện bình thường bạn ơi. Làm cách nào để không quan tâm ai đó anh? Ý là kiểu tình yêu xong rồi kiểu mày thích crush một bé nào đấy xong rồi bé đấy đéo thích mình xong rồi làm sao để quên đi xong rồi kiểu mày deep seat này kia. Kinh nghiệm của mình ấy. Kinh nghiệm của mình đấy là một ngày nó chỉ có ít năng lượng thôi. Mỗi một người từ cái lực đi chạy nghĩ suy người ta gọi là năng lượng ấy các bạn. Bạn bị dư năng lượng vào việc nhớ một ai đó vì mà bạn đéo làm một cái gì khác và bạn dùng toàn bộ năng lượng đấy, tức là cái ý chí quyết định của bạn. Cái việc đơn giản nhất có thể làm để bảo là quên một ai đó là đi xúc vữa. Ngày mai ấy, ra bất kỳ một công trường nào mà có khi công trường người ta đéo nhận bạn, vì sao các bạn biết không? Vì bây giờ đéo phải đội người ta cũng đéo cho bạn làm công, kể cả là bạn đéo lấy tiền, lỡ bạn què quặt ra đây thì sao? Thế thì dễ nhất chỉ có đi nhặt rác thôi. Nhặt rác bây giờ cũng đéo có mà nhặt cơ, phố nào bây giờ cũng là có thầu nếu mà thành phố lớn. Bạn cứ một là bạn phải xúc vữa, hai là quăng gạch, ba là đi nhặt rác, thì có mẹ từ sáng đến tối. Đến tối là tôi chắc chắn với bạn là bạn sẽ đéo nhớ. Mẹ tôi vẫn cầm ảnh lên nhớ về cô ấy, đéo có. Đéo có bạn ạ. Anh nghĩ thế nào về việc bỏ 3 năm đại học để chuyển sang ngành khác của hệ cao đẳng? Chuyện đấy bình thường. Tất cả mọi người đều bị so sánh giữa cái cao đẳng và cái đại học. Thì cao đẳng và cái đại học nó không khác gì nhau cả. Cao đẳng được dành ra cho những người họ học qua việc thực nghiệm, thực hành. Những người có những người mà cái hệ hệ học của người ta, cái góc nhìn học của người ta là qua việc làm, thực hành, làm và nhận lấy kinh nghiệm. Có những người thì lại đi học bằng kinh nghiệm của bao nhiêu đời, người ta tích cóp, người ta viết sách lại, người ta tiết chế lại, học ra và nghĩ ra việc để làm. Còn có những người người ta chỉ thích làm thôi, người ta chỉ thích làm cái việc đấy và người ta tích cóp kinh nghiệm lên. Một cái là hệ chiếu qua nhớ, cảm nhận và bày ra việc. Còn một hệ là làm lấy trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm. Hai cái nó khác nhau nhưng nó cũng là để đi học thôi các bạn. Các bạn trẻ cũng vậy, già cũng vậy, các bạn mất quá nhiều thời gian vào việc đắn đo để chọn cái gì đấy tốt nhất, nhanh nhất. Kiếm tiền cũng vậy, mọi người đều rất muốn kiếm tiền thật nhanh, làm cái gì dễ nhất, nhàn nhất nhưng vẫn có tiền. Cái việc tôi làm nó có thể sai à, nghe mọi người nói thế này đúng là tôi sẽ làm như thế để tôi đúng, không có các bạn. Các bạn phải biết là cái gì phù hợp với mình. Tất cả những câu hỏi, có rất nhiều câu hỏi mà khi người ta hỏi lên người ta cảm thấy mình ngớ ngẩn, và sau này khi mình lớn hơn, mình trưởng thành, mình trải nghiệm, mình quay lại mình cảm thấy mình rất ngớ ngẩn. Mình hay bị nghĩ, các bạn biết không? Đừng nghĩ, hãy cái thực tế với cái vị trí của mình không thể nào đòi hỏi làm cháu của bác Vượng được. Đấy không? Tôi không thể nghĩ rằng là tôi có 1.000 tỷ thì tôi sẽ làm gì được. Tôi không thể nghĩ rằng là tôi không thi đại học được thì tôi đi ăn mày à? Hay là tôi phải đi học cao đẳng thì sao? Không, mình cứ thi đi, cái kết quả nó sẽ ra. Mình học không được thầy cô sẽ chấm điểm. Mình đừng em đang bị mất phương hướng về cuộc sống, chẳng biết theo con đường nào nữa, lại một cái mông lung hẳn nữa. Thế nào là mất phương hướng, thế nào là không biết phải đi về đâu trong cuộc sống này? Nếu như điều đầu tiên mà không biết
cứ từ bây giờ là 12 giờ đêm ấy, đến 6 giờ tối ngày mai ấy, khoảng 18 tiếng đừng ăn cái gì cả. Cái điều đầu tiên mình nghĩ sẽ đến là gì? Phải kiếm cái gì ăn. Nhà bạn có thì vào tủ lạnh kiếm gì ăn. Nhà bạn đéo có ấy, thì phải đi kiếm cơm, phải đi làm. Đấy, định hướng nó sẽ từ đấy mà ra. Chứ bạn đứng một chỗ xong rồi kiểu ui cuộc sống này mông lung. Có một điều mình cảm thấy rất là thú vị. Thật sự là mình cảm thấy rất là thú vị là mình khá bất ngờ với cái việc mà có rất nhiều người hay nói là mình mông lung và mất phương hướng, trong khi quần áo thì vẫn mặc. Có nhiều người còn ăn mặc đẹp và đằng khác. Trai có, gái có, giới tính nào cũng có. Quần áo mặc đẹp, biết trang điểm, biết rất nhiều mọi thứ, nhưng mà nói rằng tôi đang cảm thấy mất phương hướng, tôi đang không biết mình đang đi về đâu. Nhưng lại biết là tôi phải ăn mặc thế này mới đúng gu, tôi phải lên mạng, tôi biết dùng internet, tôi đang lên mạng, tôi đang thể hiện quan điểm là tôi, nhưng mà tôi lại không biết. Đấy là những thứ mà mình không hiểu được.